Xin chào anh chị nhà đầu tư, em là Tiến Thành và chào mừng anh chị đã quay lại với series hướng dẫn sử dụng bộ công cụ TakeProfit.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một công cụ, đó là các chỉ số tài chính. Thì công cụ này có gì đặc biệt và nó sẽ giúp ích được gì cho nhà đầu tư trong quá trình tìm kiếm cũng như là đánh giá các cổ phiếu triển vọng? Thì ngay sau đây xin mời anh chị nhà đầu tư hãy cùng em theo dõi video này. Và để truy cập vào công cụ các chỉ số tài chính, đầu tiên chúng ta sẽ vào phần phân tích ngành, cổ phiếu trong ngành. Và đây chính là giao diện của công cụ các chỉ số tài chính. Về cách sử dụng thì đầu tiên, ở thanh tìm kiếm bên phía tay trái, nhà đầu tư sẽ lựa chọn ngành mà mình đang quan tâm. Ở bên phía tay phải thì nhà đầu tư sẽ lựa chọn các cổ phiếu sẽ hiển thị bằng cách tích hoặc là bỏ tích. Và cuối cùng, ở phần thay đổi chỉ tiêu, chúng ta sẽ lựa chọn các chỉ tiêu sẽ được hiển thị ở trên bảng như là dòng tiền, vốn hóa, biên lãi gộp, vòng quay tài sản hay là ROA, ROE. Và sau khi ấn lưu lại thì danh sách các cổ phiếu cùng với giá trị của các chỉ số này sẽ được hiện ra và sắp xếp theo thứ tự là vốn hóa giảm dần. Về các chỉ số thì sẽ gồm hai nhóm chỉ số chính, đó là RS và dòng tiền để nhà đầu tư đánh giá trạng thái của cổ phiếu, và nhóm thứ hai đó là những chỉ số liên quan tới phân tích cơ bản của doanh nghiệp. Thì trong video này em sẽ chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư một ví dụ về ngành thép. Thì ở đây khi mà chúng ta nhìn vào RS cũng như là dòng tiền của các cổ phiếu ngành thép như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim thì ROS của các cổ phiếu này đang có dấu hiệu đi xuống và nằm ở phía dưới index. Tương ứng với đó là dòng tiền sau khi tạo đỉnh thì cũng đang có dấu hiệu đi ra. Từ đó chúng ta có thể đánh giá nhanh được gì? Đó là trạng thái của các cổ phiếu ngành thép đang chưa thực sự tích cực. Về các cổ phiếu liên quan tới phân tích cơ bản thì bên cạnh việc nắm bắt được giá trị tuyệt đối của cái chỉ số này thì nhà đầu tư còn có thể so sánh được chỉ số của doanh nghiệp mình đang quan tâm với các doanh nghiệp trong cùng ngành. Ví dụ như là về biên lãi gộp thì Hòa Phát đang là doanh nghiệp có biên lãi gộp cao nhất trong ngành, tiếp đến là Hoa Sen, Nam Kim và POM. Về ROA, ROE, Hòa Phát cũng là doanh nghiệp có mức ROA và ROE lớn nhất trong ngành. Tiếp theo đó là VGS hay là Nam Kim, Hoa Sen. Và với các chỉ số còn lại như là vòng quay tài sản, EPS, PP, PE thì với mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể lựa chọn các chỉ số phù hợp để nắm bắt được xem giá trị của chỉ số này đang là bao nhiêu, cũng như là đặt trong sự so sánh với các chỉ số cùng ngành để có thể lựa chọn các cổ phiếu tốt nhất cũng như là đánh giá được tình hình tài chính của cổ phiếu đó. Và tổng kết lại, bộ công cụ này sẽ cho phép nhà đầu tư đánh giá được các chỉ số của doanh nghiệp đang ở mức nào và liệu so với mức bằng chung của ngành thì chỉ số đó tốt hơn hay là thấp hơn mức chung của ngành. Và đó là những chia sẻ của em về công cụ các chỉ số tài chính. Cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo. Và ngoài ra, anh chị hãy truy cập vào trang web TakeProfit.vn để đăng ký tài khoản và sử dụng 15 ngày trải nghiệm miễn phí full tính năng của bộ công cụ, và hãy quét QR ở phía dưới màn hình để có thể tham gia vào cộng đồng nhóm Zalo hỗ trợ sử dụng bộ công cụ của team TakeProfit. Xin cảm ơn anh chị em và chào tạm biệt.